Hello, xin chào mọi người nhé. Ở video này thì mình sẽ giới thiệu mọi người về một cái sàn giao dịch LBank cũng như hướng dẫn mọi người là cách để chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác là nạp tiền, rút tiền trên sàn LBank. Và LBank thì hiện nay đang có một cái chương trình đó là quà tặng lên đến 255 đô la. Nếu như bạn có tài khoản rồi, bạn hãy ta vào cái phần Bonus Center này để chúng ta sẽ thấy được rằng là LBank đang có chiến dịch khuyến mại tặng cho tài khoản mới, và những nhà đầu tư tham gia ở trên cái sàn giao dịch này sẽ có cơ hội nhận được 255 đô la. Tất nhiên đây là một chương trình nhận thưởng và có điều kiện, thì nếu như chúng ta là giao dịch trên cái sàn LBank thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được những cái chương trình quà tặng là 255 đô la như này. Nó là một cái thao tác nhất cử và lưỡng tiện, có nghĩa là đôi lợi ích. Bạn vừa giao dịch trên này, bạn vừa có cơ hội nhận được phần thưởng. Thì trước khi đến với cái nội dung chính của video, đó là chia sẻ các bạn về thao tác nạp tiền rút tiền, thì mình cũng sẽ giới thiệu qua một chút về cái sàn LBank. LBank thì hiện nay đang đứng vị trí thứ 23 ở trên cái trang thống kê CoinMarketCap với cái khối lượng, tức là cái volume giao dịch trong 24 giờ là hơn 1 tỷ đô la. Và LBank thì được thành lập vào năm 2015. Nó là một cái nền tảng giao dịch toàn cầu sáng tạo cho các tài sản tiền điện tử khác nhau. LBank cung cấp cho người dùng giao dịch tiền điện tử an toàn và các công cụ về tài chính phái sinh chuyên biệt và các dịch vụ quản lý tài chính chuyên nghiệp. Nó trở thành một cái nền tảng giao dịch tiền điện tử phổ biến đáng tin cậy với hơn 64 triệu người dùng từ 210 khu quốc gia trên khu vực và khắp trên nơi hơn 210 quốc gia đang sử dụng ở khắp trên thế giới. Đấy là những cái gì mà chúng ta sẽ tìm hiểu qua về LBank. Thì LBank thì nó cũng không phải là một cái sàn gì đứng top hay là một cái gì đó rất là uy tín hay là một cái gì nó gọi là hoành tráng hay là này nọ. Nhưng mà nếu như các bạn có một cái sự kiện nào đó, có một cái chương trình airdrop nào đó mà chúng ta buộc phải tạo một cái tài khoản trên sàn LBank thì các bạn có thể lựa chọn nó để chúng ta sẽ nhân đôi lợi ích. Và mình nhớ là đã từng có một cái chương trình airdrop của cái đồng token BCL nhé, BCL, đồng token của BCL đây, BCL thì là nó đang được là niêm yết trên sàn LBank. Vì nếu như bạn mà làm airdrop thì chắc chắn đây, chúng ta sẽ phải tạo một cái tài khoản trên cái sàn LBank để chờ ngày chúng ta rút cái đồng token BCL này lên sàn LBank để chúng ta bán lấy tiền. Hiện nay BCL đang ở mức giá niêm yết trên sàn là 0,1522 và nó chưa được thanh khoản đó. Các đồng BCL mà chúng ta làm airdrop còn chưa được rút lên đây. Còn khi rút lên thì giá cả nó như thế nào thì lúc bây giờ tại thời điểm đó nó sẽ cập nhật. Thế còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nạp tiền và rút tiền trên sàn LBank. Sau khi tạo một cái tài khoản xong thì chúng ta sẽ có một cái giao diện như thế này. Chúng ta sẽ vào đây để chúng ta sẽ khám phá về cái sàn LBank. Ở cái phần này là chính là cái phần làm nhiệm vụ để kiếm 255 đô la. Còn ở cái phần wallet thì ở đây chúng ta sẽ là tài sản mà chúng ta sẽ chứa đựng, có thể là đô la, có thể là các đồng tiền kỹ thuật số nhé. Thì nếu như bạn chưa biết đăng ký tài khoản trên sàn LBank thì hãy xem lại cái video trước mình đã hướng dẫn rồi. Thì lát mình có thể mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả của video để các bạn sẽ tiện theo dõi hơn và các bạn sẽ đăng ký theo những gì mình hướng dẫn. Còn bây giờ để thực hiện nạp cái tiền lên hoặc rút tiền ra thì các bạn hãy vào cái phần wallet cho mình. Ở đây chúng ta sẽ lựa chọn vào cái ví là support nhé. Còn future hoặc và financial thì chúng ta cũng có thể bỏ qua, bởi vì những phần này thì nó không thông dụng với mọi người. Chúng ta hãy sử dụng cái thông dụng nhất, đó là support, là giao dịch thông thường. Bạn bấm vào support thì ở đây nó sẽ có hiển thị, ở đây ví dụ như đây nó sẽ tiền của bạn, nó sẽ hiển thị theo giá trị tương đương là BTC trên USD. Ở phần withdraw thì nó đại hiển thị cho các bạn đó là cái phần rút tiền, còn deposit là cái nơi mà các bạn sẽ nạp tiền lên đây. Ví dụ bây giờ các bạn muốn nạp cái đồng USDT nhé, thì các bạn sẽ nó sẽ hiển thị các bạn USDT đây. Nếu không hiển thị thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ gõ là USDT cho mình nhé, US này, USDT. Thì đây chúng ta sẽ thấy được rằng ở bên này nó sẽ có phần deposit này, hoặc withdraw.
Nạp tiền thì chúng ta sẽ bấm vào deposit. Nạp bấm vào deposit thì nó sẽ hiển thị cho các bạn cái địa chỉ ví nhá. Nạp tiền thì bấm vào deposit, nó sẽ hiển thị địa chỉ ví. Các bạn bấm vào đây cho mình, đây lần đầu bấm vào đây. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cho mình, đây chính là địa chỉ ví mà các bạn sẽ chuyển USD lên sàn LBank nhá. LBank. Ở phần này các bạn chú ý cho mình, trên này nó có mạng lưới blockchain ERC20, TRC20, BEP20 của hệ sinh thái của Binance nhé. HECO là của HECO. Thì cái HECO này ít dùng hơn, thông thường chúng ta sẽ thông dụng với ba cái đầu tiên. Nhưng cái ERC20 thì nó sẽ tốn một cái khoản chi phí khá là cao về phí mạng lưới blockchain. Cho nên là các bạn là hạn chế dùng nó. Đây các bạn thấy này, các bạn phải nạp min là 25 USDT tương đương với 25 USD. Có nghĩa này nó sẽ là mất vào cái phần phí của bạn nạp đấy. Nó sẽ trừ mất khoản phí này, thì vì vậy khi thực hiện nạp lên đây thì các bạn phải chuyển với số tiền lớn hơn 25 USD. Vì vậy mà chúng ta cần phải cân nhắc trừ một số trường hợp bắt buộc không có mạng lưới nào khác mà chỉ có ERC20 thì chúng ta mới phải chọn nó, và chúng ta phải cân nhắc xem có nên nạp tiền hay không nhá. Và cái trường hợp mạng lưới thứ hai đó là TRC20. Đây chính là địa chỉ của nó. Bạn có thể sử dụng hai máy để chúng ta sẽ thực hiện nhập địa chỉ của nó bằng cách chụp QR code này cũng được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phải cóp nhé. Thì chúng ta thấy được rằng phí đây nó cực rẻ, nó chỉ mất $1, 1 USDT cho một lần chuyển phí. Và khi nạp thì các bạn cũng cần phải lưu cho mình là phải chuyển lớn hơn $1. Và lưu ý là mạng lưới phải trùng nhau nhé, giữa hai ví, giữa ví bên này nạp và ví ở bên phía kia chuyển nhé. Và BEP20 cũng thế, BEP20 thì phí nó tương đương với TRC20 rồi, thì các bạn có thể chọn trong hai cái này để chúng ta tiết kiệm chi phí rồi. Và cách thực hiện chuyển tiền lên đây thì các bạn, một là chúng ta sẽ copy, hai là chúng ta sẽ dùng máy, chúng ta sẽ chụp cái QR code này. Nếu copy thì bạn hãy copy cái địa chỉ ví ở đây, sau đó các bạn gửi sang cái địa chỉ ví ở bên kia là ví chuyển nhé. Chuyển thì các bạn vào cái phần rút tiền, nếu là chuyển thì chúng ta sẽ lựa chọn vào phần withdraw cho mình nhé. Withdraw, bạn sẽ lấy ví chuyển ở phía bên kia là phần withdraw. Withdraw cho mình nhé. Bạn sẽ vào phần withdraw. Ví dụ bạn muốn là rút đô thì ở đây có một cái điều lưu ý rằng là ở riêng cái sàn LBank này thì khi bạn thực hiện rút tiền nó lại đối với đây không thấy có cái phần hỗ trợ về mạng lưới. Có chưa đây? Có nhá. Có đây, bạn phải chọn cho mình cái mạng lưới cần rút. Nếu bạn đang sử dụng ví ở phía đầu bên nhận là TRC20, giống như lúc nãy chúng ta thực hiện chuyển ấy, thì chúng ta phải lựa chọn là TRC20 hoặc là BEP20 nhé. Hai cái mạng lưới này nó giúp các bạn là tiết kiệm chi phí, nó không mất, đây chỉ mất có $1 tiền phí thôi nhé. Vì vậy chúng ta ưu tiên lựa chọn hai cái mạng lưới này. Còn nếu TRC20 này là bắt buộc, trường hợp bắt buộc thì các bạn mới sử dụng cái này. Và chúng ta thật sự không có lựa chọn nào khác thì chúng ta mới sử dụng ERC20, bởi vì nó tốn phí rất là cao đấy các bạn nhìn này. Phí rút tiền mất $50 rồi, chúng ta làm gì có thể kiếm được nhiều tiền phí như vậy. Vậy các bạn cần phải cân nhắc nhé. Và khi thực hiện rút tiền thì các bạn chỉ cần là dán cái địa chỉ ví đây, cái địa chỉ ví cho mình nhé. Ở phần này, đây chính là phần địa chỉ ví này, các bạn dán ở đây cho mình nhé. Hoặc là ở phần này cũng được nhé, nó có hai cách, chúng ta dán đây hoặc là chúng ta add vào đều được nhé. Chúng ta dán ở đây cho mình này, sau đó lựa chọn mạng lưới này và lựa chọn số lượng, ví dụ lựa chọn đây chỗ này cho mình là $100 chẳng hạn nha. $100 vì thực ra ở trên cái của mình nó sẽ không có, cho nên nó sẽ hiển thị dòng số đỏ này, không có tài khoản, không có $100, nó hiển thị dòng đỏ này. Rồi ở chỗ này thì các bạn có thể ghi chú cái gì cũng được, không cần ghi không sao. Đây, lưu ý đây, $50 free này, thì chúng ta sẽ lựa chọn lại TRC20, chỉ mất có một thôi này, điền 100 cho mình này. Đấy, thấy chưa? Điền 100, và nếu như bạn chỗ này bạn điền 1 này thì nó sẽ thông báo cho các bạn chỗ này phải lớn hơn 2 này. Phải lớn hơn 2, số lượng phải lớn hơn $2 thì các bạn mới được nhá. Mới mất phí $1 rồi nhá. Đấy, vì vậy mà chúng ta cần phải lưu ý cho mình những cái ví dụ như mạng lưới TRC này, 20 này, số lượng cần rút này, và địa chỉ ở đây này. Có một điều quan trọng mà các bạn cần lưu ý đó là thứ nhất là lựa chọn hai cái ví đồng cùng một mạng lưới cho mình. Nếu như bạn chọn ERC20 thì bên kia cũng phải là, bên nào cũng phải là ERC20. Còn nếu mà lựa chọn sai là chúng ta sẽ mất tiền ạ.
và lựa chọn TRC20 cũng thế. Đây là ví các bạn rút này, các bạn rút từ đây thì các bạn chỉ cần là dán cái địa chỉ ví lúc nãy, dán địa chỉ ví này thôi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ quay sang phần nạp này. Deposit là nó biểu tượng cho các bạn nạp này. Khi bạn thực hiện nạp thì các bạn chỉ cần lấy cái địa chỉ ví ở sàn LBank này thôi. Các bạn copy đây. Đây các bạn copy cái địa chỉ ví này cho mình. Sau đó chuyển sang cái ví bên kia. Ví bên kia là phần rút tiền. Withdraw thì nó là biểu tượng của rút tiền, thì các bạn chỉ cần dán cái địa chỉ nạp sang cái ví rút và thực hiện một vài cái thao tác. Ví dụ như chọn mạng lưới giống nhau này. TRC20 thì phải là cùng là TRC20. ERC20 thì phải cùng là ERC20 nhé. Đây, ở phần chọn mạng lưới này thì hai bên phải đồng điệu với nhau, đồng thuận với nhau. Nếu như mà bên này mà bạn để ERC20, bên kia bạn lại chọn TRC20 là chúng ta mất tiền luôn nhé. Và chúng ta ưu tiên chọn TRC20 để chúng ta không mất phí. Chỗ này điền cái vị trí ví lúc nãy này. Rồi số lượng này. 1 này. Số lượng nhá. Rồi số lượng để 11 này. Phí hết bao nhiêu này. Ghi chú cũng được không ghi chú. Sau đó phần withdraw confirm cho mình cái là chúng ta thực hiện rút được luôn nhá. Đấy là quá trình mà chúng ta nạp và rút tiền. Nếu như các bạn nạp và rút token thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Token thì các bạn chỉ cần là lựa chọn cho mình token, có thể bạn không rút đô, bạn rút bit chẳng hạn, hay là bạn rút cái đồng ETH, hay là rút bất kỳ một cái đồng token nào khác thì các bạn cũng đều làm như vậy thôi. Chỉ cái quan trọng đó là các bạn hãy lựa chọn cái mạng lưới của nó. Đây ví dụ các bạn lựa chọn đồng này chẳng hạn thì cũng thế thôi. Chúng ta nếu chúng ta muốn nạp thì chúng ta vẫn vào deposit, chúng ta rút thì chúng ta withdraw. Chỉ có điều là cần phải chú ý cho mình là hai cái ví phải trùng mạng lưới với nhau. Nếu như cái thằng GEC này nó chạy ERC20 thì bắt buộc các bạn sẽ phải chọn ERC20. Nếu như nó có chạy trên cái mạng lưới TRC20 thì các bạn chọn rút theo mạng lưới TRC20 thì như vậy nó sẽ rẻ phí, nó không mất tiền của chúng ta thôi nhá. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và đừng quên dành cho mình một like cũng như subscribe kênh, đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau, và nếu như có bất kỳ những cái thắc mắc gì hay có câu hỏi gì thì các bạn hãy comment dưới phần bình luận giúp mình nhé. Và có thể join vào group để chúng ta cùng nhau trao đổi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.